Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Chợ Ô Tô Kinh Môn. Mọi người đang theo dõi kênh thì cho em xin một like và nhớ đăng ký kênh bên em để được theo dõi những chiếc xe mới nhất bên em mới lấy về các bác nhé. Vâng, em xin cảm ơn. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 24/4/2019, bên em có về một chiếc Toyota Vios phiên bản Nimo được sản xuất năm 2008. Thì bác nào thì muốn mua một chiếc xe để che mưa che nắng đi lại thì các bác mua con này thì quá hợp lý. Bên em đang giao bán xe với giá 220 triệu bao rút hồ sơ thôi các bác nhé, không bao vận chuyển. Thì các bác nào thiện chí mua con này thì chốt sớm bên em theo số điện thoại 0943622621, hoặc là muốn test xe trực tiếp thì đến Auto Tiến Khanh, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương các bác nhé. Về cơ bản chiếc xe này được sản xuất năm 2008 nhưng mà vẫn còn rất đẹp, xe tư nhân đã được qua dịch vụ nên là về một số xước sát nhỏ bên ngoài là xe thì không thể tránh khỏi được. Vâng, xe cam kết không tai nạn, không va quẹt, không ngập nước. Vâng, xe đã được trang bị hai túi khí an toàn, thêm phanh chống cứng bó ABS, phanh khẩn BA. Vâng, căng lốp vẫn còn rất là mới các bác nhé, là dòng đúc theo xe. Nói chung là bên về cơ bản bên ngoài tổng thành bên ngoài xe thì một chiếc xe vẫn còn rất là đẹp và mới. Vâng, thì nó một chiếc xe thì sản xuất năm 2008 thì các bác không thể đòi hỏi như một chiếc xe sản xuất năm 2014-15 được, nhưng mà đôi một chiếc xe mà sản xuất 2008 đến nay trông như này thì vẫn còn rất là đẹp các bác nhé. Vâng, thì bên em đang giao bán xe với giá 220 triệu để chỉ bao rút hồ sơ thôi các bác nhé, không bao vận chuyển. Vâng, gương đây các bác nhìn xem đèn nét vẫn còn rất là sáng. Thì các bác nào muốn test xe, muốn thiện chí con này, thiện chí mua con này thì liên hệ sớm bên em theo số điện thoại 0943622621 các bác nhé. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ trên gương. Thì sơn nó có vẫn có một số số sơ sát nhỏ nhưng không đáng kể các bác nhé. Tổng thành lưng ngậm kính toàn bộ ống điện hết rồi. Keo chỉ zin toàn bộ theo xe. Vâng, bên em cam kết là keo chỉ zin toàn bộ theo xe, không mất một phần nào các bác nhé. Vâng, bên em cam kết xe không tai nạn, không va quẹt, không ngập nước. Vâng, với 220 triệu các bác bỏ ra mua con này thì các bác không phải suy nghĩ điều gì cả. Vâng, vì giá cả quá hợp lý rồi các bác. Xe sản xuất năm 2008 mà qua dịch vụ thì nói thật là nó cũng chạy khá nhiều, nhưng mà bên em cam kết là xe vẫn còn chạy rất là tốt. Vâng, bên em là muốn bán xe cũ nhưng mà chỉ những xe nào vẫn còn sử dụng tốt thì bên em mới lấy về giới thiệu cho khách hàng thôi. Đây là các bác yên tâm về chất lượng bên em, chỉ những xe còn sử dụng tốt thì bên em mới giới thiệu cho các bác thôi nha các bác nhé. Vâng, với 220 triệu bên em đưa ra ấy, thì đã giá quá hợp lý cho các bác rồi, nên là các bác yên tâm về con xe này. Vâng, bản đề cũng rất là mới, không gian thì thoáng rộng rãi các bác nhìn xem. Keo chỉ zin toàn bộ theo xe, keo chỉ zin toàn bộ theo xe, không mất một phần nào. Keo chỉ zin toàn bộ theo xe, không mất một phần nào. Không gian xe thì rộng rãi, da bọc ghế vẫn còn rất là đẹp. Xe được trang bị đội màn hình DVD, đầu đĩa VCD, dàn điều hòa, và âm thanh rất là nghe rất sướng tai các bác nhé. Đèn vẫn đẹp, cốp của nó thì quá rộng rãi rồi. Vâng, để mà gia đình mình sử dụng con cái cốp này, gia đình mình mà đi chơi sử dụng đựng đồ thì quá hợp lý, quá đẹp, quá rộng rãi rồi, không phải lo suy nghĩ điều gì các bác nhé. Keo chỉ zin toàn bộ theo xe, thân gầm bệ vẫn còn chắc chắn, xe thân gầm bệ vẫn chắc chắn các bác nhé. Sơn vẫn nguyên bản theo nhà sản xuất. Vâng, một số xước sát nhỏ thì không thể tránh được vì xe được sản xuất năm 2008 đến nay là cũng chạy được 10 năm rồi, nên là không thể tránh khỏi được các bác nhé.
thân gầm bẹ vẫn còn chắc chắn. Gầm bẹ là không có hiện tượng mối mọt hay là cong vênh quá nhé, không han gì, không mối mọt. Xe ta là cam kết không tai nạn, không va quẹt, không ngập nước. Không gian rộng rãi, giảm âm thanh quá, nghe quá chất luôn, quá hay quá nhé. Loa đã được trang bố trí xung quanh các cửa rồi, để nghe rất là hay. Keo chỉ riêng toàn bộ theo xe, anh em cam kết là xe không tai nạn, không va quẹt, không ngập nước. Đang giao bán xe với giá 220 triệu, bao chỉ bao rút hồ sơ thôi các bác nhé, không bao vận chuyển. Nên là các bác nào thiện chí chốt con này sớm thì liên hệ lên em sớm theo số điện thoại 0943622621. Vâng, để mà các bác muốn mua một chiếc xe để che mưa che nắng thì các bác bỏ ra giá 220 triệu mua con xe này quá hợp lý rồi, các bác không phải suy nghĩ điều gì cả. Bên em cam kết là xe vẫn còn chạy rất là tốt, giảm âm thanh, loa đã được trang bị các cửa nên là nghe rất là hay. Màn hình DVD, đầu đĩa VCD, dàn điều hòa, số sàn cần nghỉ vẫn còn rất là tốt. Vâng, bên tổng thành bên ngoài xe các bác nhìn xem, về cơ bản vẫn xe vẫn còn rất là đẹp. Thì bên em đang giao bán xe với giá 220 triệu bao rút hồ sơ thôi các bác nhé, không bao vận chuyển. Nên là bác nào thiện chí mua con này để thì chốt sớm bên em theo số điện thoại 0943622621. Hoặc các bác muốn test xe trực tiếp thì đến Auto Tiến Khanh, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Vâng, bên em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác để các bác yên tâm về xe. Vâng, với giá 220 triệu các bác bỏ ra thì các bác không phải suy nghĩ một điều gì về con xe này nữa rồi. Chè mưa chè nắng thì quá hợp lý rồi. Bảng tâm nô em đề cho các bác xem, không bão một lỗi nhỏ nào các bác nhé. Vòng tua rất ổn định, xe không bão một lỗi nhỏ nào. Xe keo chỉ zin, máy zin, số zin, thân gầm bẹ chắc chắn. Thì em sẽ cho các bác xem tổng thành toàn bộ động cơ xe. Xe động cơ chạy xăng 1.5E. Mới 100 cây thì mất chỉ khoảng 6 lít đến 6 lít rưỡi xăng thôi. Vẫn rất tiết kiệm nhiên liệu. Bác nhìn quan sát toàn bộ bên động cơ xe các nhé. Thân bệ chắc chắn. Động cơ êm. Xe nó hơi bám bụi một tí thôi. Xe này không nên rửa các bác. Động cơ không nên rửa. Chỉ lau một chút thôi, nhưng mà xe này có 15 rồi nên là nó cũng có hơi bám bụi một chút. Thì các ốc vẫn còn nguyên bản theo nhà sản xuất các bác nhé. Động cơ không rò dầu, không dỉ dầu, khô rất là khô ráo, êm ái khô ráo các bác nhé. Nói chung là một chiếc xe còn cơ bản là còn rất là tốt. Thì đó là toàn bộ về động cơ xe. Thì đây là một chiếc Toyota Vios phiên bản Nimo được sản xuất năm 2008. Thì bên em đang giao bán xe với giá 220 triệu bao rút hồ sơ thôi các bác nhé, không bao vận chuyển. Nên là các bác nào thiện chí mua con này để xem mưa che nắng đi lại thì các bác liên hệ sớm bên em, chốt sớm bên em theo số điện thoại 0943622621. Hoặc mà mua, các bác muốn test xe trực tiếp thì đến Auto Tiến Khanh, thuộc xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thì bên em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác để các bác yên tâm về xe. Vâng, bên em đang giao bán xe với giá 220 triệu chỉ bao rút hồ sơ thôi bác nhé, không bao vận chuyển. Nên là các bác nào thiện chí mua con này thì chốt sớm bên em. Vâng, thì các bác nào đang theo dõi kênh thì cho em xin một like và nhớ đăng ký kênh bên em để được theo dõi những chiếc xe mới nhất bên em mới lấy về các bác nhé. Đây là toàn bộ chiếc Vios, Toyota Vios phiên bản Nimo được sản xuất năm 2008. Giá 220 triệu bao rút hồ sơ thôi, không bao vận chuyển các bác nhé. Rồi, để mà một chiếc xe này mà các bác thiện chí mua để đi lại che mưa che nắng thì các bác không phải suy nghĩ điều gì cả. Về tổng thành toàn bộ bên ngoài xe vẫn còn rất mới, bên em cam kết là xe vẫn còn hoạt động rất là tốt các bác nhé. Vâng.
Vâng, thì bác nào đang theo dõi video của em thì cho em xin một like và nhớ đăng ký kênh bên em để được theo dõi những chiếc xe mới nhất bên em mới lấy về bác nhé.